Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Em đi bơi thuyền, trong thao cầm viên, ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ hỡi giới điện ảnh Minecraft để bạn ơi. Và kế bên mình bạn thấy là ai không? Bạn biết là ai không? Kairon lên tiếng cho các bạn nghe coi. Ủa nhìn đâu biết là ai hay sao mà còn hỏi là ai nữa? Trời ơi, tại vì bạn lâu quá bạn mới xuất hiện trong video của mình cho nên mình sợ người ta không nhận ra bạn, người ta không nhớ bạn á. Ok. Trời, lâu lắm rồi mới vô video của bạn luôn á Phong ơi. Ừ đúng rồi. Rồi mấy bạn ơi, hôm nay nè mình với Kairon bọn mình đang cùng nhau gọi là chèo thuyền ra ngoài bãi biển để bọn mình cùng nhau đi câu cá nè bạn ơi. Đấy. Bạn thấy không? Bọn mình chèo thuyền trên bờ luôn, thấy chuyên nghiệp không? Khoan từ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Sao mình bị dính vô gì vậy? Ủa gì vậy? Ôi, trời. Cái gì vậy? Cái ơi. Ủa gì mà rác tùm lum vậy? Trời ơi mấy bạn ơi, bạn coi nè, cái bãi biển gì đâu mà tùm lum rác vậy trời, cái gì đâu. Coi coi, có ai mà ăn đồ ăn xong dục cái dĩa đây nè, rồi còn gì tấm thảm nè. Rồi cái gì đây? Cái này là đèn hả? Đèn mặt trời là cửa sổ nè trời. Trời ơi mấy bạn ơi, cái gì đâu mà bãi biển nó dơ dữ vậy trời. Hay Kairon ơi, tính ra là cái này là gần nhà ông Dịch nè, có khi nào ông Dịch ông xả rác không Kai? Rồi xong rồi, kiểu này là Mr. Dịch hôm bữa. À, mình nhớ hôm bữa là Dịch đó có đi làm cái video cắm trại gì á Phong ơi. Rồi xong luôn, chắc chắn là ông Dịch xả rác rồi. Ôi mấy bạn ơi, anh Dịch xả rác ngoài bãi biển mấy bạn ơi. Trời, đi cắm trại xong rồi xả rác nè. Mấy bạn nhỏ nhớ nè là không được bắt chước anh Dịch nghe chưa? Anh Dịch này là kỳ quá, anh Dịch đi xả rác ngoài biển các bạn ơi. Cái gì đâu bây giờ bãi biển dơ quá trời dơ nè. Tôi nghĩ là bây giờ tôi với ông phải dọn hết đống rác này Kai ơi. Đúng rồi, mình phải dọn rác thôi. Trời. Ai, mình nói với bạn nhỏ nghe nè, là biển á chính là gọi là thiên nhiên, là gọi là môi trường sống của con người đấy. Có rất là nhiều người họ sống ngoài biển đó, cho nên là mấy bạn nhớ là không nên được xả rác ngoài biển nha, không thôi nó sẽ làm ô nhiễm môi trường và những loài động vật sống ở dưới biển á. Cái gì vậy ba? Sao tôi lỡ dọn rác xong cái làm mất cái thuyền luôn rồi ba? Sao ông đập cái thuyền của tôi? Sao ông lại đập cái thuyền của tôi? Trời ơi trời. Sao vậy trời? Không, cái này tôi lụm vô. Cuối cùng thì cũng đã dọn rác gọi là sạch sẽ rồi bạn ơi. Bãi biển bây giờ đã rất là sạch sẽ luôn rồi ấy. Ok Kai ơi. Tôi nghĩ Phong ơi, Phong ơi. Hả? Sao? Bây giờ hai đứa mình á gọi là dọn xong hết sạch sẽ, bây giờ tụi mình đi xuống dưới tắm biển luôn đi Phong. Trời ơi, trời tắm biển gì? Ông không nhớ mục đích của mình đến đây là gì à? Bọn mình đến đây để câu cá đem về nuôi hiểu không? Đấy, lần đằng sau vô. Câu cá về nuôi. Ủa người ta câu cá là để ta ăn mà sao về nuôi là sao? Trời ơi, tại vì tôi là cá heo, fan của tôi là cá con thì làm sao mà tôi thể ăn, tôi ăn cá được, tôi chỉ bắt cá thì tôi nuôi thôi, hiểu không? Mình là con sóc mà, cho nên là mình hay ăn con cá. Trời, tào lao con sóc ăn trái cây chứ đâu ăn thịt đâu bà, ông nội. Ok. Ê, mấy bạn coi nha, hôm nay mình với Kai đi câu cá nè. Nhưng mà sao dưới hồ toàn thấy mực không Kai, không thấy con cá nữa hết trơn. Ôi, sao tôi... Ôi, 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 con cá nè. Ghê chứ bạn, mình câu được con cá nè. Ghê. Ok. Ơ Kai ơi, gì đây? Mình cũng được câu được con cá nè. Thôi bỏ qua cái chuyện con cá đi. Ông nhìn bên kia, ông có thấy gì không? Wait a minute. Hình như bên kia là con cá chơi Phong ơi, qua mình bắt nó luôn Phong. Trời ơi, cái này là con cá chơi gì, con cá chơi nó bé tí tẹo à. Hình như cái này là con cá dồi á. Kai ơi, con cá này to lắm. Cá dồi tào lao ba, cá dồi nó còn bự gấp 10 lần nữa. Ủa gì kỳ vậy ta? Ê mà khoan từ từ Kai. Nếu như Kai để ý nha, thì con cá này nè Kai, là nó có tay nè, nó có cái đầu nữa, nó có tóc nữa kìa Kai ơi. Ủa, trời ơi ma. Trời ơi, ma cái đầu ông á, ông không có coi chuyện cổ tích hả? Trời ơi, Kairon nướp quá bạn ơi. Trời, nghĩ sao vậy? Cái này người ta gọi là nàng tiên cá, Kairon hiểu không? Nàng tiên cá? Đúng rồi. Đúng rồi. Hồi nãy giờ nhìn nó thấy cũng quen giống giống á, mà tôi không nghĩ nó là nàng tiên cá thì tôi đâu có biết nó có thật đâu. Trời ơi, nàng tiên cá bạn ơi, không ngờ trong Minecraft có nàng tiên cá luôn. Wow, ơi Kai, hay là bây giờ bọn mình bắt nàng tiên cá đem về nhà nuôi. Ok bạn, hợp lý, hợp lý, ok rồi. Nè, leo lên. Thôi. Hên, còn nàng đi. Mình sẽ đi qua bắt nàng tiên cá bạn. Kìa, nàng tiên cá kìa. Ôi, nó chạy kìa. Đuổi theo. Ui, rồi nó chạy nhanh quá không ơi. Rồi xong luôn, nàng tiên cá chạy mất tiêu rồi bạn ơi. Trời ơi Kai ơi, bạn đuổi không kịp đâu, nàng tiên cá có đuôi cá mà bơi nhanh lắm. Trời ơi. Nó vừa mới thấy mình tới cái là nó chạy đúng nhanh luôn á. Trời ơi mấy bạn ơi, tiếc quá, bọn mình đã làm lạc mất nàng tiên cá các bạn ơi, tiếc ghê luôn á trời, xém nữa là bắt được nàng tiên cá rồi. Ê mà Kai ơi, hình như tôi để ý nàng tiên cá này hơi bị xinh luôn á Kai. Gì vậy ba? Trời, cái gì mà nhìn nàng tiên cá không nhìn, lo nhìn cái đuôi đó, mày lo nhìn mặt là sao? Trời ơi, cái đuôi của nàng tiên cá thì là cái đuôi cá rồi, quan trọng là nàng tiên cá có xinh hay không, chứ nàng tiên cá mà xấu xấu như ma thì cũng vậy thôi. Trời ơi, xong rồi, Phong gọi là tương tư
nàng tiên cá rồi. Ôi ai mà thèm yêu nàng tiên cá, tôi là con người mà, tôi đâu có tự nhiên tôi yêu nàng tiên cá làm gì tào lao. Thôi bây giờ tôi nói cay nghe nè, bây giờ hai đứa mình về nhà, hai đứa mình lập kế hoạch ra để thử gọi là đi kiếm nàng tiên cá đi ha. Ok, let's go. Ok, hợp lý. Ok rồi. Ok, let's go. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau về nhà để lập ra kế hoạch để gọi là bắt cóc nàng tiên cá. Ê nhầm. Chúng ta sẽ lập không phải. Chúng ta sẽ lập kế hoạch để gọi là gì ta, tìm nàng tiên cá. Ok rồi, okay. Day 2. Cái rõ nơi, thấy chưa, tôi nói đúng mà, thấy không? Đúng 12 giờ trưa thì nàng tiên cá sẽ gọi là bơi qua cái hòn đảo bên kia để gọi là tắm nắng á cay ơi. Trời ơi, ủa mà tôi hỏi nha, sao không theo dõi kỹ như vậy? Trời ơi trời, tính ra tôi ngày nào tôi không đến đây tôi câu cá, tôi đứng đây tôi toàn thấy nàng tiên cá xuất hiện ở chỗ này đúng 12 giờ trưa mà. Ôi mà khoan, 12 giờ trưa là trời nóng lắm, có khi nào nàng tiên cá ra đây phơi nắng riết rồi nàng tiên cá biến thành cá khô luôn không ta? What? Vậy cũng nghĩ được á ba. Nhưng mà bây giờ kế hoạch là gì? Trời ơi trời, tôi nói ông nghe này nha. Bây giờ nè, bọn mình á sẽ bơi thuyền chậm chậm là chỗ nàng tiên cá. Bởi vì sao? Bởi vì nàng tiên cá rất là sợ con người. Mà nàng tiên cá rất là nhát, hiểu không? Cho nên bọn mình phải bơi chậm chậm lại thôi. Sau bọn mình sẽ cố gắng làm quen với nàng tiên cá, hiểu không? À ok được á. Okay. Sau đó tôi sẽ sử dụng gọi là Mỹ Nam kế để gọi là nói chuyện với lại người cá. Trời ơi trời, ông làm sao đẹp trai bằng tôi được. Trời ơi, tôi mới dùng Mỹ Nam kế được. Trời ơi, ghê. Bơi qua bên đây nè. Ui, có chừng nàng tiên cá thấy á. Ui, cái ơi, không được. Tôi nghĩ bọn mình không nên bơi thuyền đâu. Mình bơi thuyền là nàng tiên cá thấy liền á. Bọn mình phải bơi ở bên dưới nước nè. Bơi bên dưới nước nè. Đó, bơi chậm thôi. Ê da, Phong ơi, sắp nghẹt thở rồi Phong ơi, không có oxy Phong ơi. Trời ơi, ông ngước lên chứ ông ai cho ông bơi ở dưới ngoài vậy? La 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 la. Mẹ tiên cá. Mẹ tiên cá ơi. Trời ơi, hai người làm gì tôi vậy? Trời ơi. Ủa tính ra từ nãy giờ bọn tôi có làm gì này, bạn đâu? Ừ có làm gì không? Cái ông xanh, cái ông đỏ là hôm qua có rồi là rình bắt tôi đúng không? Tôi biết mà, đừng tưởng tôi không nhớ nghe. Ê, bạn ơi, tính ra là bọn tôi chưa hề có ý gọi là bắt bạn luôn á. Bọn tôi chỉ muốn làm bạn với bạn thôi. Bạn ơi, bạn là nàng tiên cá thiệt á hả? Con người với là người cá không bao giờ làm bạn với nhau, biết chưa? Hả? Ủa, tại sao vậy? Tính ra bọn tôi tốt bụng mà, bọn tôi đâu có làm hại bạn đâu. Con người mấy người ha, toàn là những lũ dạ dối ác độc không à, toàn bắt cả dưới này xong ăn không à. Hả, làm sao tôi tin được? Ủa, bạn ơi, tính ra là kỳ nha, tự nhiên con người ăn thịt cá xong cái đầu bạn ghét con người là sao? Kỳ vậy? Tôi là người cá mà, thì tôi vẫn là cá mà đúng không? Lỡ mấy người bây giờ mấy người làm bạn với tôi, bây giờ mấy người dụ tôi nè. À, đừng có nói được không? Trời ơi, mình càng nói là mình càng sai á. Đây, bây giờ coi sự thể hiện của tôi nha. Coi nha. Sao? Chào em. Anh là con người. Anh đến đây để làm quen với em. Thôi tôi về đây. Ê. Dừng lại. Tôi dám. Trời ơi trời. Biết đâu sử dụng Mỹ Nam kế mà. Trời ơi, Mỹ Nam kế gì, tôi nghe tôi còn thấy mắc ối nè. Trời ơi, ông kiếm đâu ra cái giọng nghe ghê quá. Thôi từ từ để tôi. À, bạn nàng tiên cá ơi, tôi nói bạn nghe nè, tôi á là con người rất là hiền lành. Tôi rất là ít ăn thịt cá, thậm chí tôi còn chưa bao giờ ăn thịt cá nữa cơ. Bởi vì sao? Bởi vì linh vật của tôi là cá heo, cá con chính là fan của tôi, cho nên tôi không bao giờ ăn thịt cá hết. Bạn tin tôi đi. Ai mà tin được, mấy lũ người các ngươi toàn là lũ nói dối không à. Nói không ăn cái miệng cứ ăn kìa. Ủa, tính ra là bọn tôi câu cá là để về đem về nhà nuôi mà, chứ có đem về đúng ăn rồi đâu. Nói chung là tôi không tin lũ người các người, tôi không thể làm bạn với mấy người đâu. Ủa gì kì à bạn ơi. Ủa? Làm bạn đi mà. Bạn ơi. Ê cà ơi, bơi theo luôn. Này nàng cá ơi, chạy nhanh lắm luôn á. Nàng tiên cá ơi, nàng tiên cá. Trời ơi bạn ơi, sao nàng tiên cá bơi nhanh quá bạn. Trời ơi, bơi cái dèo bay qua bên kia luôn rồi. Ê cà ơi, thôi mình nghĩ là chắc mình với bạn bơi không lại nàng tiên cá đâu cay ơi. Ôi bơi lên bờ đi bạn ơi, tí nó coi giờ bị cá mập ăn thịt nữa. Trời ơi trời, tôi lạnh quá bạn ơi, giờ sao trời. Ôi, mấy bạn ơi, nàng tiên cá này khó làm quen quá. Tính ra tôi đâu có muốn làm hại nàng tiên cá đâu, tôi chỉ muốn làm bạn thôi mà, sao nàng tiên cá này sợ tôi dữ rồi ta. Phải tìm kế hoạch khác mới được. Tomorrow. Ai, trời ơi là trời, buồn quá cay ơi. Tính ra là tôi muốn làm bạn chung với bạn người cá này, bạn nàng tiên cá này, nhưng mà sao mãi không gọi là làm bạn được cay ơi, buồn ghê luôn á. Hey, tôi cũng đã biết lý do rồi. Lý do chính xác nhất đó chính là bởi vì hai đứa mình không đẹp trai. Trời, tào lao. Tính ra có mỗi mình ông xấu trai à, tôi mới đẹp trai nè. Nhưng mà tại sao bạn ấy vậy vẫn không thích tôi? Lý do là vì sao? Là bởi vì tôi với ông là con người, hiểu không? À, ủa,
mà tôi không biết tại sao cái nàng tiên cá ghét con người với người ta. Tại vì con người lúc nào cũng xả rác xuống dưới biển nè, rồi sau đó là đánh bắt cá, gọi là ăn thịt cá, thì tất nhiên là nàng tiên cá phải ghét rồi. Đó các bạn nhớ nha, các bạn nhớ là đừng bao giờ mà xả rác xuống dưới biển nha bạn nha. Nàng tiên cá ghét nhất là xả rác xuống dưới biển luôn á. Con người chúng ta lúc nào cũng quăng rác xuống dưới biển hết, làm cho bãi biển bị ô nhiễm, cho nên nàng tiên cá đâu thích con người đâu. Đó bây giờ tôi nói bạn nghe nè, bây giờ tôi mới vừa chế tạo được 2 bình thuốc. Bạn biết thuốc này là gì không? Thuốc? Ủa gì thuốc gì vậy? Đây chính là thuốc biến thành nàng tiên cá, nghe ghê không? À, gì cái gì vậy? Bộ muốn làm quen với lại nàng tiên cá, bây giờ mình phải biến thành nàng tiên cá luôn hả? Yên tâm đi, cái thuốc này á nó chỉ có trong vòng 15 phút thôi, hiểu không? À, trong vòng 15 phút là đúng rồi. Ê, cái thuốc này á nếu mà uống vô mà tự nhiên nó biến thành nàng tiên cá luôn á là chết đó chứ không? Trời ơi, yên tâm đi, tôi có thuốc giải mà. Bây giờ nói chung là cái thuốc này á bạn chỉ biến thành nàng tiên cá trong vòng 15 phút thôi, cho nên không sao đâu. Ok, vậy anh em mình uống cái nào? Uống vô. Nhầm. Wow. Ui, cái ơi, mình biến thành con cá rồi nè. Mình biết anh này tiếng cá luôn nè. Ê, cay, bạn có nhìn thấy cái đuôi của mình đẹp không cay? Cái đuôi của mình nó màu xanh là cay. Trời ơi, nhìn xấu quá ba. Cái đuôi của bạn mới xấu quá, nhìn cái đuôi của bạn y hệt. Ủa mà cái gì trên đầu mình vậy? Cái gì mà trên đầu mình giống như cái tóc gì thời thập niên 90 vậy ba? Trời ơi, cái này người ta gọi là cái gì ta? Cái này ta gọi là cái màu cá phải không ta? Ủa khoan từ, cái màu là chỉ có con gà nó mới có cái màu thôi chứ sao kỳ vậy? À thôi tôi không biết, nói chung là biến thành người cá tôi cũng có cái tóc giống ông nè. Ok. Ơi, thôi rồi, bây giờ cay on đi. Bây giờ chúng ta biến thành người cá rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau xuống đó làm quen với bạn nàng tiên cá rồi đi ha. Ok, đi thôi rồi, okay. Đi thôi. Ôi mà khoan. Cao. Cao quá. Có chân té. Trời, nhảy xuống làm gì vậy ba? Ok, bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau qua bên đó để kết bạn với nàng tiên cá thôi nào. Let's go. Đi ơi. Let's go, đi qua đó. Hình như là nàng tiên cá vẫn còn bên đó. Cai ơi, đi qua đó nha. Ôi đúng 12 giờ trưa luôn thôi. Đó, mấy bạn thấy không? Cái đuôi của mình với cái đuôi của Cairon ngoảy nè, bạn thấy không? Đó, bọn mình biến thành nàng tiên cá rồi. Ok, bây giờ Cairon nè. Bây giờ chúng ta sẽ đặt tên chúng ta là gì đây? Mình sẽ là tiên cá Phong Cận, còn bạn sẽ là tiên cá Cairon nha. Ok, đi. Rồi, chúng ta cùng nhau bơi bên đó nào. Trời, tính ra tôi chưa quen cái đuôi này, tôi còn bơi chậm quá Kai ơi. Ủa nó bơi chậm à. Ủa bạn nàng tiên cá đang làm gì kìa không ơi. Xin chào nàng tiên cá xinh đẹp. Xin chào nàng. Chào bạn. Mấy người là nàng tiên cá luôn hả? Đúng vậy. Xin giới thiệu với bạn, tôi chính là tiên cá Phong Cận, còn kia là tôi bạn của tôi. Giới thiệu. Tôi chính là tiên cá Cuyon. Đúng rồi, tiên cá Cairon Cuyon gì má. Cairon. Nãy đã bảo rồi, nhớ. Ok, chào bạn nha, bọn tôi cũng là nàng tiên cá giống như bạn nè. Mấy người là cá phương nào, sao nhìn lạ vậy, cá mày cá đỏ cá xanh vậy? Tôi sống ở bên nước Anh đấy. Tôi là nàng tiên cá của nước Anh đấy. Bạn từ nước nào cái? Mình là từ nước Lào bơi qua. Đây là bạn của mình biết nói tiếng Lào á. Chào đi. Tiếng Lào mình giỏi không? Đó. Tàu lao. Tính ra tiếng Lào là phải là chào Sambadika phải không ta? Đúng không? Cái là tiếng Thái rồi ba. Trời ơi. Hai người là ai vậy? Tự nhiên tới chỗ tôi làm loạn vậy hả? Bọn tôi là nàng tiên cá, bọn tôi đi lạc. Bọn tôi bơi từ đất nước của bọn tôi qua bên đây, bọn tôi bị lạc qua Việt Nam. Bọn tôi không biết đúng nơi rồi. Nào để sống cả. Bọn tôi gặp bạn là nàng tiên cá, bọn tôi vui quá, bọn tôi muốn làm bạn đúng thôi rồi. Mà à, hai người bị lạc hả? Ô tôi thế nhờ. Thế mà sao cá của hai người sao nhìn xấu vậy? Chạy. Nhìn lão hả? Ê các bạn ơi, tính ra là cái bạn nàng tiên cá này á thì bạn ấy là đuôi cá hàng riêu, còn bọn mình Cairon với mình là đuôi cá hàng fake, mua 15.000 ở ngoài chợ, hàng gì xấu rồi. Đúng rồi, thôi coi cay ráng diễn nha, coi chừng bị lộ nha. Ok, bạn ơi, tại vì là do mình bơi nhiều quá cho nên đuôi của mình nó bị xấu đi á, chứ mà không phải đúng là rồi, xấu đâu. Mình bơi từ bên Lào qua đây á, mình đã gặp rất là nhiều sóng gió nên là cái đuôi của mình giờ nhìn là nó không, nó sạn quá trời luôn. Đúng rồi, bạn nhìn cái đuôi của bạn mình đi. Cái đuôi của bạn mình bây giờ mà chặt ra đem ra chợ bán canh chua cho người ta nấu canh chua không ai thèm mua luôn bạn ơi. Đau lòng quá. Thôi rồi, bây giờ mình hỏi bạn nè. Bạn là nữ hay là nam vậy? Mình là nữ nè, mình có tóc nè, mấy bạn nói gì kỳ vậy? Nè, mình là nữ mà. À, thế à, còn bọn mình là nam. Đó, mà khoan đã, bạn tên là gì vậy?
À, mình tên là Sammy. Mình là tiên cá Sammy. Tiên cá Sammy. Trời ơi, cái tên dễ thương quá bạn ơi. Tiên cá Sammy. Ôi cài cài cài. Ơi, tính ra hình như ở nhà ông cũng có hình như là bạn bạn gái ông tên là Simmy đúng không? Ờ đúng rồi. Ơi, cái này người ta gọi là trùng hợp á bạn ơi. Ừ đúng rồi, hay bữa nào mình cho Simmy biết hành nàng tiên cá luôn đi. Ha? Đúng rồi, được á. Ok. Hợp lý hay là cho cả Hero Team biết luôn, biết hành tiên cá vô đây chơi luôn. Cho gọi là tất cả thành viên của Hero Team biết hành nàng tiên cá luôn. Đó, để bọn mình có thể gọi là kết bạn chung với nàng tiên cá Sammy bạn ơi. Hợp lý, hợp lý. À mà khoan, bạn ơi, tính ra là sao ngày nào mình cũng thấy bạn ra ngoài đây vậy? Nhà của bạn ở chỗ nào? Nhà mình hả? Nhà mình đây nè. Mình có nhà đâu, nhà là nhà của mình mà. Mà biết sao mình tao nghe nè, có hai cái ông con người đáng sợ lắm, ác độc lắm. Biết sao, một cái ông màu đỏ và ông màu xanh á. Trời đất ơi, lúc nào hôm qua làm quấy rầy mình á, địch tắt mình ăn thịt á, đúng là đáng sợ chưa. Trời ơi, có ai mà đến đây quấy rầy bạn rồi định bắt bạn đem đi ăn thịt. Ông nào kỳ vậy, một ông màu xanh, một ông màu đỏ. Ê cài sao giống hay quèn quèn quá. Thấy quèn quèn quá cài sao thấy giống diễn tả hai đứa mình quá vậy. Chuyện tiếp này là ừ đúng rồi, hai người đó độc ác quá bạn ơi. Trời, mình gặp hai người đó là mình cũng quýnh hai người đó luôn. Đúng rồi, gặp mình mà phát hiện ra hai người đó ha, mà đến đây gọi là quấy rầy bạn nữa, mình quýnh hai người đó luôn. Tại vì bọn mình là những nàng tiên cá cơ bắp lực lượng à. Ừ. Ủa hai bạn ăn cái gì vậy thì mình biết mình lấy. Ủa? Mình thì mình ăn riêu. À mình hả, mình thì bạn có bào ngư di cá hải sản gì không? Ủa? Bạn có cua hoàng đế không bạn? Cái gì mà cứ quánh tôi xuống nước ngoài vậy ba? Nhầm. Chết rồi bạn ơi, mình là nàng tiên cá, mình không được ăn hải sản, mình nhầm mấy bạn ơi. Chết. Tôi ăn thịt bò hay rong biển vậy cũng được. Thịt bò hả? Uống tiên cá có ăn thịt bò đâu ta? Ủa khoan, chết lại nhầm. Giờ ăn gì ta? Chết rồi, ở nhà mình nuôi cá, mình hay cho cá ăn gì ta? À, bạn có cám không? Mình ăn cám cũng được. Ủa sao người cá ăn cám? Người cá hồi tôi là ăn rong reo nè, nó cỏ nè, bạn ăn không? Trời ơi, chết rồi. Ăn cỏ hả? Thôi người cá mà đi ăn cỏ ta, gì nghe hơi sai. Ê bạn đừng có che nha, đây là cỏ thượng hạng của tôi trồng đó nha. Người cá là chỗ tôi toàn thích ăn cái này không à. Đó, món yêu thích của tụi tôi ở đây, ăn thử đi, ăn thử đi. Cái ăn trước đi. Ủa sao ngon mà. Thôi mình nhường bạn ăn trước á, bạn ăn trước cho mình vui. Thôi, Phong ăn trước đi. Thôi, Cài Cài ơi, chuẩn bị hết 15 phút rồi kìa. Chuẩn bị cái đuôi cá biến mất á. Dời. Thôi bạn ơi, mình nghĩ rằng là bây giờ cũng trễ rồi. Thôi, chắc là bọn mình về đây tạm biệt bạn nha. Ủa gì vậy, lại chơi với tôi, hiếm lắm mới có hai người cả tới chơi với tôi mà, có gì đâu. Thôi, tại vì là do là gọi là giờ trời cũng nóng quá, bọn tôi không quen ở trên mặt đất. Bọn tôi tí nữa nóng quá, bọn tôi biết hành cá khô luôn á, cho nên thôi, bọn tôi về nhà đây, tạm biệt bạn. Đi. Bye bye nha, bye bạn. Tạm biệt nha. Ok, có gì ngày mai tôi ghé chơi nha. Ui giờ nhanh cây ơi, cái đuôi chuẩn bị biến mất rồi. Cái đuôi chuẩn bị biến mất rồi. Ui trời, cái đuôi vừa kịp lúc luôn. Trời ơi bạn ơi, may quá, cái đuôi vừa mới biến mất luôn bạn ơi. May ghê luôn á trời. Hay vậy là bây giờ mình với Kairon đã kết bạn được với nàng tiên cá bạn ơi. Trời ơi, các bạn nàng tiên cá này dễ thương ghê luôn á trời. Ơi cay, hay là bây giờ bọn mình vô nhà mình kiếm coi có cái bánh kẹo hay gì mình đem đến để cho bạn nó ăn thử đi, chứ nghe gì mà ăn tàn đồ ăn ở bên dưới biển gì, ăn cỏ kiểu nghe ăn rong biển đồ nghe tội quá. Đúng rồi, nghe tội nghiệp lắm luôn á. Bây giờ mình vô trong mình lấy thịt bò, mình lấy cua hoàng đế ra cho mày nó ăn đi. Ok, let's go. Trời ơi, cái ông này tôi nói ông nghe nè, người ta nàng tiên cá, người ta không ăn thịt bò, người ta cũng không ăn hải sản. Bọn mình quên. Bánh ngọt đi, bánh kem á được không? Ồ, cái đó được á. Rồi đâu có ai cấm người nàng tiên cá không được ăn bánh kem đâu. Ok rồi, bây giờ mình với bạn qua bên quán của Simmy á, bọn mình mua bánh thiếu đi. Kairon bán thiếu cho mình vài chục cái bánh nha. Ok đi. Đi. Ok, lấy được quá trời bánh kem luôn. Cay. Tôi nói bạn nghe nè, cái này là tôi mua thiếu nha. Có gì tí nữa bạn nói với Simmy là cho tôi thiếu vài bữa đó tôi trả tiền nha, giờ tôi hết tiền. Ai không ơi. Hả? Ê, tính ra bên nhà tôi cũng có bán bánh mà. Ủa gì? Nhà Cay cũng có bán bánh hả? Thôi nhưng mà bánh bánh của Simmy làm ngon hơn, bánh Cay ăn dở ẹt à. Ok. Thôi đi. Ok bạn ơi, bây giờ mình với Kairon đã có được rất là nhiều bánh kem luôn nè. Bây giờ mình sẽ đến bãi biển và tặng bánh kem cho nàng tiên cá nha các bạn nha. Không biết nàng tiên cá có thích ăn bánh kem không ta? Đi qua xem thử coi. Đi thôi, let's go. Ok guys, bơi qua hòn đảo bên đây nè. Bơi qua. Ok. Ê, nàng tiên cá ơi, ta mang bánh kem đó cho nàng đây. Nàng tiên cá ơi. Từ Phong, dừng lại. Ủa gì ạ? Ôi, ủa đằng kia cái gì nhiều người vậy? Ủa cái gì mà nhiều cướp biển quá vậy Cay? Hả? Ôi, cái đó là cướp biển mà. Ủa Cay ơi, sao tự nhiên cướp biển nó lại đang bao vây nàng tiên cá kìa Cay ơi.
Ủa? Ê, hình như là nàng tiên cá đang kêu cứu kìa. Đâu? Cứu tôi với, đừng có giết tôi mà. Trời ơi, chết mày rồi, Tài ơi. Chết rồi, nàng tiên cá đang gặp nguy hiểm mấy bạn ơi. Nàng tiên cá đang bị bọn cướp biển bao vây, chuẩn bị bắt cóc nàng tiên cá rồi. Bây giờ làm sao đây Tài? Trời ơi, xong rồi, xong rồi. Cái kiểu này á là bây giờ á bọn cướp biển này bắt nàng tiên cá về á, đem về thí nghiệm chắc luôn. Trời ơi, trời, trời ơi, ông tàu tao á, bọn cướp biển làm sao biết, đâu phải nhà khoa học đâu mà thí nghiệm. Tôi nghi rằng là cướp biển muốn bắt nàng tiên cá về để làm thịt nhậu á. Trời ơi, đi ăn cá không biết ăn, đi ăn nàng tiên cá. Trời ơi, bây giờ trời. Mình phải làm sao đó để cứu nàng tiên cá chứ không để vậy được đâu. Trời ơi, trời, bây giờ làm sao đấy bạn, bây giờ làm sao đây? Suy nghĩ cách. Cái ơi, tôi mới nghĩ ra một cái cách này rất là hay. Cái đi theo tôi nhanh lên. Cái gì vậy? Nàng tiên cá ơi, đợi ta nha, ta sẽ quay lại cứu nàng. Đi theo ta. Đi theo tôi, nhanh lên. Cái ơi, nhanh lên, nàng đâu, tiên cá đang coi gặp cái nguy gì hiểm. Đâu, bây giờ coi cái gì? Này vô đây đây. Đây, xin giới thiệu với ông. Đây chính là cái thang máy ở nhà tôi, ông coi nè, bấm nút nè, leo trên lầu luôn. Đó, ghê không? Gì ghê vậy trời? Lên đây. Ê. Rồi, ok, và giới thiệu với ông lần hai, đây chính là phòng của tôi. Rồi bây giờ cuối cùng mình lấy cái gì đi, nó chống lại một cái bự đây. À, tôi tính giới thiệu với ông, tôi khoe ông cái phòng của tôi thôi. Tào lao, trời ơi, giờ tình huống cấp bách nè, nhanh đi. Ok, rồi, xuống đây. Tôi cái gì xuống đó vậy? Xuống đây, xin giới thiệu ông. Đây chính là căn phòng bí mật của tôi, ông thấy không? Nó bí mật đến nỗi mà không ai biết cái này là phòng bí mật luôn, nó nằm ở ngoài phòng khách luôn. Rồi, ok. À, đây, cái phòng bí mật này của tôi á, cai biết là để làm gì không? Đây, cai coi anh nha. Lên ba, trời ơi, mở anh lên. Ok, từ từ. Nè, coi nè, mở cửa nè. Cái gì mà nguyên con creeper trong đây vậy ba? Ơi, cai ơi, bạn có gì tấn công đâu? Chứ cho mình. Để tôi. Nói gì đó? Mở cửa đấy, con creeper. Trời ơi, cái gì mà mở cửa? Okay, xong rồi, nguyên con creeper. Đây. Xin giới thiệu với Kairon. Đây chính là căn phòng chứa những bộ giáp siêu nhân của tôi. Bây giờ là tôi nghĩ rằng là bạn thử lấy bộ giáp của Iron Man đi. Bởi vì bạn màu đỏ mà. Lấy bộ giáp của Iron Man đi. Đúng rồi. Ok, còn bây giờ mà thử nha. Tôi sẽ lấy bộ giáp của Thor. Đây để tôi. Wow, trời đất ơi. Phong ơi, xịn quá Phong ơi. Ui, Kairon biến thành Iron Man rồi bạn ơi. Ok, bạn coi mình nè. Giờ mình mặc bộ đồ của Thor vô nè. Hey. Bum. Đó. Wow, ngầu. Bây giờ anh em mình biến thành siêu nhân sáu múi hết rồi Kai ơi. Mấy bạn biết bọn mình biến thành siêu nhân để làm gì không? Là để giải cứu Sammy chứ làm gì nữa mấy bạn. Ok, bây giờ anh em chúng ta cùng nhau đi giải cứu nàng tiên cá Sammy hay nào bạn ơi. Ok. Ok, đi thôi, let's go. Nhanh lên Kai ơi, nhanh lên, nàng tiên cá đang bị bắt cóc. Ui giời. Đông quá Phong ơi. Trời ơi, cái gì mà cướp biển đông quá vậy? Ơi Kai, hình như tôi thấy nàng tiên cá bên kia kìa. Ui, ê, kìa đâu quấn đâu kìa. Mày ơi. Để ok, anh em tiến lên. Thế hãy xem lên. Sức mạnh của ta đây. Hừng Thò, búa giật. À không, từ đây bánh kem nè, tụi mày ăn đi. Hey, mấy cái thằng cướp biển này nó không biết sợ anh em mình. Cai ơi, anh em mình là siêu nhân mà nó còn đứng nhìn anh em mình kìa. Ơi, có thằng chạy lại mình kìa. Hãy xem sức mạnh của ta đây. Mấy bạn hãy xem sức mạnh của mình đây. Cây búa trên tay của mình nó có thể chịu hỏi được sấm sét. Đó, wow. Ghê không? Hãy ôi, xem đây. Tôi là tôi phải get the job nè. Yeah. Đúng rồi. Ôi, nó tấn công mình cái ơi, nó chạy, nó chạy. Chạy. Ok, hãy xem đây. Thần sấm. Chết nè. Chiếu sấm sét nè. Ôi, cây búa sức mạnh đập vào đầu tụi mày. Ôi. Ê, vô cây búa cửa siêu nhân. Ê, ai da, đau quá. Mày quấn lên. Cây búa của siêu nhân, không sợ tụi mày đâu. Mày. Ui, chạy cái. Mạnh quá. Nó mạnh quá. Chạy. Có lên rồi ơi. Nó quấn tôi, nó không cho tôi chạy luôn cây. Sức mạnh sấm sét. Sức mạnh quá anh lên men. Mày. Đó, mình sẽ dùng sấm sét để mình giật cho bọn nó chết hết luôn bạn ơi. Sấm sét của siêu nhân. Đây, mình đang bắn tia chớp đây. Đó, mày thấy không? Mấy thằng cướp biển làm sao khỏe bằng gọi là sấm sét của mình được. À, khoan từ, cây coi này nha. Cây coi cây búa tôi nè, nhìn nè. Đâu. Chọi cây búa. Wow, hay. Cây búa quay lại thấy không? Chọi thêm lần nữa nè. Rồi, cây búa nó chết, giết chết hết mày đó. Chọi thêm lần nữa nè. Đó. Gơi. Qua đây. Lại đây. Bạn ở đây. Hay ăn cây búa đâu. Cướp biển hả? Ôi dạ. Ui. Trời ơi. Hình như mình tiêu diệt được hết rồi đó Phong ơi. Ôi trời ơi bạn ơi, bọn mình đã tiêu diệt hết bọn cướp biển rồi bạn ơi. Ôi trời ơi, may quá. Cũng may là cây búa tôi nó khỏe, nó chiếu được sấm sét, cái này tôi chọi được cây búa ra ngoài cái cây. Không thôi từ nãy giờ tôi bị bọn nó quýnh sắp mặt. Đâu bạn ơi, trời tính ra là phải nhờ vào gọi là sức mạnh của Iron Man nữa. Trời ơi, bạn làm sao khỏe bằng tôi được, tính ra từ nãy giờ có mỗi mình tôi đánh. Ê, còn hai đằng. Ê đâu, để tôi. Tại sao? Chọi nè, chọi cái búa nè, rồi cây búa bay ngược lại trúng cái đầu đó nè. Đó.
tội cây búa này. Hay hay hay. Ủa cú, vậy cú nàng tiên cá nè, vậy cú. Đúng rồi đúng rồi. Ây trời ơi, cái ơi nàng tiên cá. Nàng tiên cá đang bị nhốt ở trong một cái lồng sắt rồi, giờ mình đập ra không được. Cai ơi, Cai dùng sức mạnh của Cai đập ra đi. Đúng rồi, Phong đi Cai đi để mình sử dụng sức mạnh của Iron Man nha. 1 2 3 yeah. Ôi, đập rồi. Ok, nàng tiên cá ơi, ra ngoài đây. Ồ trời ơi, nàng có sao không? Ủa tôi không sao, nhưng mà hai người là ai vậy, sao lại cứu tôi vậy? Trời trời, tất nhiên là tôi phải cứu cô rồi, bởi vì cô là bạn của bọn tôi. Đúng rồi. Bạn? Đúng rồi. Ủa, tôi đâu có bạn đâu ta. Ủa, tính ra là cô quên bọn tôi rồi hả? Hãy xem bọn tôi là ai đây. Cởi bộ giáp ra. Cởi giáp ra. Wow. Nhận ra tôi là ai chưa? Ai cái người định bắt cóc tôi đúng không? Trời ơi, hai người đầu xanh đầu đỏ nè. Có đâu. Trời ơi, bạn ơi, tính ra là bọn tôi vừa mới cứu bạn luôn á bạn ơi. Bạn mình nói cho bạn nghe nè, trên đời này á, con người không phải ai cũng ác như nhau đâu. Trên đời này đều có người tốt và người xấu, hiểu không? Và bọn tôi là người tốt, bạn hiểu không? Mà sao bạn cứ lúc nào bạn cũng suy nghĩ rằng là bọn tôi tính bắt cóc bạn vậy? Tính ra tôi mới vừa cứu bạn luôn các bạn. Thì tôi có biết đâu, thì tôi cứ nghĩ là con người ai cũng xấu với nhau hết á. Hóa ra một con người tốt à. Thôi, Cai ơi, người ta đã không hiểu cho tấm lòng của mình rồi. Mình đã tốn công tốn sức để cứu cô ấy, nhưng mà cô ấy không quan tâm đến hai đứa mình. Thôi được rồi, chúng ta không có bạn là nàng tiên cá nữa rồi. Thôi chúng ta về thôi Cai. Đi rồi. Hai người tôi nói nè. Vậy? Hai người muốn làm bạn với tôi đúng không? Đúng rồi. Tôi có định sẽ chấp nhận hai người làm bạn với tôi. Trời ơi trời. Vậy chấp nhận làm bạn hả? Chấp nhận làm bạn kìa. Cai ơi, vậy là chúng ta đã được kết bạn với nàng tiên cá rồi. Yeah. Wow, ăn mừng hả bạn ơi. Trời ơi trời, ăn mừng. Trời trời, cảm ơn Sam nha. Trời ơi trời, Sammy à, tôi nói bạn nghe nè, trên đời này á, con người á thì cũng có người tốt và người xấu, cho nên là bạn đừng bao giờ suy nghĩ con người lúc nào cũng xấu xa nha, nhớ nha. Tôi biết rồi. Ok, cảm ơn hai người cứu tôi nha. Rồi được rồi, hai người mà tôi cũng bị bắt á. Thôi được rồi, bây giờ bạn về biển của bạn đi. Trời trời, bạn ở trên đây riết tí nữa bạn thành cá khô luôn vậy, nhanh lên. Bye bye mọi người nha, mai chơi tiếp nha. Mai ok, tới đảo tôi chơi nha. Ok. Bye. Hẹn ngày mai gặp lại. Trời trời, bơi nhanh dữ. Ôi chạy nhanh là trời, chạy nhanh nữa trời. Trời ơi bơi nhanh quá bạn ơi, nàng tiên cá. Trời ơi trời, bơi gì ghê vậy? Ok các bạn ơi, và trong tập này mình và Kyron bọn mình đã kết bạn được với một nàng tiên cá vô cùng dễ thương đó bạn ơi. Và các bạn thấy nàng tiên cá này có dễ thương hay không? Nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Trời trời, vui ơi là vui luôn, được làm bạn với nàng tiên cá rồi. Và nếu những tập sau mà anh em muốn bọn mình làm thêm nhiều video về nàng tiên cá này nữa thì đừng quên bình luận lại cho mình biết nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Bye bye. Từ bye bye. Mình mặc bỏ giáp vô xong đầu mình tấn công Kyron nè. Đâu Kyron nè. Ok chạy. Không nè. Chạy. Không nè.